một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Và đây sẽ là một trận đấu 2-2. Một trận đấu mà Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV được chơi với một cái ạc ở level 19 ở đây bầy. Và sát cánh ngày hôm nay và chúng ta cũng sẽ là một người chơi cùng ở đại cấp level 19 nha. Và đây cũng sẽ là một trong những người bạn người Việt Nam. Và chúng ta có một ván đấu mà cả 4 người chơi đều là những người chơi người Việt Nam cùng chiến đấu trong một cái bản đồ có thể nói là khá rộng lớn và có một đường bờ biển bao quanh. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu thì Hiếu Nguyễn cũng đã cố gắng triển khai thật nhanh các đơn vị lính bộ binh, cố gắng rà soát bản đồ và chiếm lấy được các thông tài nguyên. Sẽ có rất nhiều các thông tài nguyên ở trên bộ và cả ở trên biển nữa nha. Bắt đầu có sự xuất hiện của lực lượng Wasalam ở vị trí trung tâm của bản đồ và xanh đất biển cũng đã có sự xuất hiện rồi. Rất đông anh em ơi. Lực đàm máu và giáp của các đơn vị lính một từ cả lực lượng của Liên đoàn thật sự là quá khỏe nha. Lực lượng của Hiếu Nguyễn đã tổn thất rất nặng nề ngay sau khi chúng ta đang cố gắng kiếm được các thùng tài nguyên. Và có vẻ như mọi thứ đã không ổn rồi. Mới có hơn một phút thôi mà Hiếu Nguyễn đã tổn thất đi khoảng 10 đơn vị lính bộ binh đến nơi rồi anh em ơi. Vẫn còn có rất nhiều các thùng tài nguyên khác và lực lượng của Liên đoàn vào đây cố gắng để có thể chiếm lấy được rất nhiều các thùng tài nguyên. Ngay lập tức thì Hiếu Nguyễn cũng đã triển khai được một dàn hạ xuất hải quân level 1 và đồng thời là cắm ra một tháp chống hạm rồi. Chúng ta cần phải đề phòng những phương án tấn công bất ngờ từ các đơn vị tàu Delta từ các lực lượng của Liên đoàn. Và cũng cố gắng để có thể tranh giành lấy các thùng tài nguyên ở trên biển ngay lập tức nữa anh em ơi. Sảnh đất biển đã kéo xuống căn cứ của Hiếu Nguyễn ngay lúc này rồi. Ba đơn vị lính bộ binh. Hiếu Nguyễn cũng đã đồng thời chiếm được một vài thùng tài nguyên ở vị trí căn cứ lực lượng của Liên đoàn. Rất gần với căn cứ lực lượng của Sada Đại Bày. Cố gắng triển khai thật nhanh các đơn vị tàu Cado Cây Bình và cố gắng rà soát đường biển ngay lập tức thôi. Đây là một trong những cái bản đồ nó cũng có khá là nhiều các thùng tài nguyên ở trên biển nha, cho nên chúng ta cần phải cố gắng tranh thủ từng giây từng phút triển khai thật nhanh các đơn vị tàu hải quân và cố gắng chiếm lấy đường biển thôi. Tiếp tục là đụng độ với lính hai từ các lực lượng của Liên đoàn. Liên đoàn đã tập trung rất nhiều các đơn vị xe phó phép ở vị trí trung tâm của bản đồ rồi. Và gần như là chúng ta cũng đã không thể chiếm được bất kỳ một thùng tài nguyên lớn nhỏ nào ở vị trí trung tâm. Thật sự là những người bạn bên cạnh lực Liên đoàn của chúng ta cũng là những người chơi người Việt Nam. Và các bạn ấy có một cách chơi có thể nói là rất nhanh rồi. Chơi rất ồn ào ba đè bầy. Triển khai rất nhiều các đơn vị lính 2 kết hợp với xe 1 và rất đúng bài rồi. Hiếu Nguyễn cũng đã ngay tức chiếm lược một vị trí của thùng tài nguyên lớn ở vị trí bên cạnh góc 3 giờ. Và đó là một thùng tài nguyên ở trên biển nha. Và cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy lực lượng của Liên đoàn có sự xuất hiện của các đơn vị hải quân. Rất có thể là họ đã dồn tổng lực để có thể sản xuất ra các đơn vị trên bộ rồi. Và cũng rất có thể là họ sẽ tổng thi công từ rất sớm ở đây bây. Ta cần phải hết sức chú ý và đề phòng thôi. Hiếu Nguyễn cũng đã nâng cấp gia chính lên level 3 và cũng đã nâng cấp gia sản xuất hải quân lên level 2. Đồng thời đang cố gắng sản xuất ra thật nhiều các đơn vị C2 Abadillo kết hợp với những đơn vị phòng thủ khác rồi. Có cả xe diễm nữa anh em ơi. Có vẻ như lực lượng của Liên đoàn đã không sản xuất ra bất kỳ một đơn vị hải quân nào rồi. Đồng minh của chúng ta cũng đã triển khai rất nhanh đến 3 tháp bắn tỉa từ xa.
Có lẽ là bạn ấy cũng đã hiểu ra vấn đề là cần phải phòng thủ căn cứ từ rất sớm rồi. Khi mà lực lượng của Lindor đã bỏ được miệng và dùng toàn bộ lực lượng ra đường bộ, thì phương án tấn công nhanh là một phương án rất khả dụng nha. Chúng ta vừa mới tiêu diệt được một đơn vị sạc lôi đi trên sát tư cả lực lượng của Lindor. Rất có thể sẽ có cả các đơn vị chiến đấu cơ, hoặc ít nhất là các đơn vị sạc lôi. Và ngay lập tức lúc này lực lượng Liên đoàn quân Sơn Lam đã tổng tấn công vào các lực lượng đồng minh của chúng ta với rất nhiều color vời xe 1-3 lên đây. Color vời xe Fortress đã tiến gần rất gần vào các lực lượng của đồng minh. Các đồng minh lên đây thì đồng minh đã gặp khó khăn rồi. Ngay lập tức thì bạn ấy cũng đã phát hiện ra một tín hiệu cảnh báo SOS ở vị trí điểm C. Và các thái phòng thủ đã không thể chịu được rồi. Quá nhiều cái đầu với xe Fortress rồi. Sân nước biển cũng đang cố gắng tổng tiến công vào căn cứ của Hiếu Nguyệt Anh Em ơi. Và đó là một đợt tấn công kép, vừa tấn công ở căn cứ đồng minh và đồng thời là vừa tấn công ở căn cứ của Hiếu Nguyệt ngay lúc này. Họ đang muốn gây sức ép vào chúng ta và họ không muốn chúng ta tràn ra phía bên căn cứ của đồng minh. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, chúng ta cần phải kéo qua tất cả những ta đang có để có thể hỗ trợ đồng minh phòng thủ căn cứ ngay lập tức thôi. Đồng minh đã mất đi rất nhiều các tòa nhà công sự ngay sau khi hàng phòng thủ của bạn ấy đã bị lực lượng Fortress cái đồng minh lớn này bắn phá và phá hủy rất nhanh nha. Lệnh 1 và xe 2 của Hiếu Nguyệt cũng đã kéo qua rồi. Thật sự là sức mạnh từ các đơn vị xe 1 cái đồng minh lớn này, từ các lực lượng của Liên đoàn nó thật sự là quá mạnh mẽ vào lúc này. Và cuối cùng lực lượng của Sân Đức Bình cũng đã tổng tấn công vào căn cứ của Hiếu Nguyệt rồi. Chúng ta vẫn còn có lính 1 và xe 2 ở căn cứ của Hiếu Nguyệt anh em ơi. Sân Đức Bình cũng đang cố gắng chơi cái đầu với xe 1 với lính 2. Đồng minh đã có được một đơn vị tăng gia ngua và đã coi như là tạm ổn vào căn cứ đồng minh. Đó là một phương án tấn công nhanh ở phút thứ 7 của trận đấu thôi. Hiếu Nguyệt đã tổn thất đi rất nhiều cái đầu với xe 2 cái đầu với lính 1 rồi. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng câu kéo đủ thời gian cho đồng minh để có thể triển khai thêm các đơn vị xe 3. Tiếp tục là sự tấn công của Liên đoàn căn cứ của Hiếu Nguyệt anh em ơi, với rất nhiều các đơn vị lớn hai. Khó chịu vô cùng rồi. Và Aligator của Hiếu Nguyệt cũng đã tiếp cận lấy vị trí này và Liên đoàn cũng đã có được sân bay và các đơn vị chiến đấu cơ. Ta vẫn tiếp tục tăng cường thêm các đơn vị xe cơ giới hạng nặng qua công viên căn cứ lực lượng của Liên đoàn và căn cứ của đồng minh để có thể hỗ trợ bạn ấy phòng thủ căn cứ một cách tuyệt đối nhất thôi. Cố gắng hết sức mình thôi bạn ơi. Và Ali của ta cũng đang tiếp cận và bắn phá liên tục vào các tòa nhà công sự của Liên đoàn nha, nhưng cũng gần sắp hết máu rồi, chịu không nổi anh em ơi. Với hai đơn vị chiến đấu cơ và chúng ta đã rất bất lực với một đơn vị Alligator. Cố gắng rút chạy thôi. Thoát hay không đây? Có vẻ là chúng ta đã thoát được một đơn vị tàu Alligator rồi khi mà chỉ còn có khoảng 5% máu thôi. Còn tiếp tục là sự đụng độ ở căn cứ của đồng minh. Chúng ta đã kéo qua một cách rất kịp thời. Và cuối cùng thì căn cứ đồng minh cũng đã được bảo toàn rồi. Alligator vẫn đang phải chống chọi lại với một đơn vị chiến đấu cơ bên cạnh lực lượng của Liên đoàn. Liên đoàn vẫn đang cố gắng để có thể tiêu diệt được hoàn toàn đơn vị Alligator này, nhưng chúng ta đã thoát rồi. Có lẽ là chiến đấu cơ của họ đã hết xăng à đẹp ơi. Căn cứ đồng minh đã được khôi phục lại rồi. Bạn ấy sẽ cần phải mất thời gian để có thể khôi phục lại căn cứ ngay lúc này. Và sau là một đợt tiến công bất ngờ từ các lực lượng của Liên đoàn với rất nhiều các đơn vị xe 1 và lính 2 như vậy rồi, thì chắc chắn là họ sẽ cần phải có thêm thời gian để tích lũy thêm quân. Và cuối cùng lực lượng tăng dân cũng đã xuất hiện ở vị trí trung tâm của bản đồ rồi. Hiếu Nguyệt vẫn đang cố gắng sử dụng một đơn vị Dragonfly để có thể đi chính xác ở khắp mọi nơi trên bản đồ nha, và để có thể phát hiện ra những phương án tấn công nhanh tiếp theo từ cánh lực lượng của Liên đoàn.
Và đồng thời thì Hiếu Nguyệt cũng đã cố gắng triển khai thêm các đơn vị không quân. Và sân bay đã được xây dựng rồi. Chúng ta cũng đã cảm ơn các cửa đồng minh rất nhiều, các đơn vị C2 và C9 ngay lập tức anh em. Lực lượng của Lido, một lượng của Sanh Đức Biên cũng đã lại một lần nữa tổng tấn công vào căn cứ của Hiếu Nguyệt với rất nhiều các đơn vị lớn 2. Có lẽ là họ đang muốn quay rồi chúng ta để có thể hút sự chú ý của chúng ta quay trở về căn cứ. Và đồng thời là họ sẽ tổng tấn công vào căn cứ đồng minh một lần nữa rồi. Chúng ta vừa mới xây dựng ra xong một tháp pháo, mới chỉ bắn được có đúng một phát đã mất đi một tháp pháo rồi. Căn cứ của Hiếu Nguyệt cũng đã đứng vững trước một lần tấn công bất ngờ bằng rất nhiều các đơn vị lính bộ binh 1 và 2 từ cánh lực lượng của Liên đoàn Bộ Sanh Đất Việt ở vị trí góc 3 giờ, và chiến đấu cơ của họ cũng lại 390. Nhưng đâu có đơn giản như vậy đâu bạn ơi. Xong rồi. Đã có sự không gần nhất trong khâu chiến thuật rồi. Thằng ấy đã không kết hợp giữa các đơn vị chiến đấu cơ và đồng thời là các đơn vị lính bộ binh. Đánh lẻ như vậy là không có ổn rồi. Lại tiếp tục là chiến đấu cơ. Nhưng làm sao có thể chủ được khi mà chúng ta đã có rất nhiều các đơn vị xe cơ giới phòng không. Đụng độ với Fortress từ các năng lượng của Liên đoàn thêm một lần nữa rồi. Và đằng sau các đơn vị C4Z là các đơn vị tăng số anh em ơi, và lên đây. Tiếp tục phòng thủ cho căn cứ đồng minh. Và chiến đấu cơ của chúng ta cũng đang bay ở trên không rồi. Nhưng lần này thì mọi thứ đã khác khi mà chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Có rất nhiều những quả mìn chống bộ binh và cả chống tăng. Liên đoàn của Sanh Đức Biên cũng đang cố gắng OA kéo xuống căn cứ của Hiếu Nguyệt anh em ơi. Ta đã tổng thất đi rất nhiều các đơn vị xe cơ giới level 2 và đồng thời đồng minh cũng đã mất đi những thanh bắn tỉa từ xa. Lại sắp có tổng thất rồi khi bằng lượng tăng thất của Liên đoàn đã tiếp cận rất cao vào căn cứ lượng của Úc Vang. Và Sanh Đức Bình cũng đang tổng thất cao vào căn cứ của Hiếu Nguyệt rồi. Lính đạn cái đập với sạc luôn. Đó là một chiến thuật đánh đổi, cùng đánh ở hai đường và gây sức ép với cả hai. Thuật đó thật sự là tạo ra những yếu tố bất ngờ thôi anh em ơi. Chứ nếu mà để cho lực lượng của chúng ta chính xác được trước rồi, chúng ta đã có được sự chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các đơn vị xe cơ giới và các đơn vị lên để có thể phòng thủ được căn cứ, thì thật sự đó không còn là yếu tố bất ngờ nữa đâu anh em ơi. Cho nên việc chính xác bản đồ là một điều rất quan trọng nha. Và chúng ta ít nhất phải có những các đơn vị không quân level 1 hoặc các đơn vị chiến đấu cơ level 2 để có thể trinh sát được sớm những phương án tấn công tổng lực từ cả lực lượng của Liên đoàn. Và chỉ có như vậy sẽ giúp chúng ta được bảo toàn căn cứ của chúng ta một cách an toàn nhất thôi anh em ơi. Căn cứ của Hiếu Nguyệt đã được bảo vệ an toàn. Và căn cứ của đồng minh chúng ta cũng đã kéo qua rất nhiều cơ đồng của lĩnh mục và cơ đồng của chiến đấu cơ. Lĩnh mục vào lúc này là một sự lựa chọn tối ưu về tốc độ di chuyển của nó là khá nhanh nha. Vừa cầu kéo thời gian và vừa có thời gian chuẩn bị cho các đơn vị xe cơ giới kéo qua. Đối với những cái bản đồ nó xa nhau như thế này, chúng ta cũng nên sử dụng thêm các đơn vị không quân là bắt buộc rồi, để có thể ngay lập tức có thể hỗ trợ cho đồng minh sẵn sàng cho những phương án phòng thủ căn cứ ở cả hai nơi, để tạo ra những yếu tố bất ngờ từ đường không đối với các lực lượng của Liên đoàn. Và như vậy căn cứ của đồng minh đã được bảo vệ thành công rồi. Ổn áp rồi. Đã có hai đợt sóng liên tiếp từ các lực lượng của Liên đoàn đánh vào căn cứ của đồng minh và cả của căn cứ của Hiếu Nguyệt rồi. Nhưng cả hai đợt tấn công Liên đoàn đã không có được sự thành công, mặc dù cũng đã phá hủy được rất nhiều các tòa nhà công sở của căn cứ đồng minh và cả của căn cứ của Hiếu Nguyệt rồi.
nhưng nó vẫn là chưa đủ qua đây bởi chỉ đấu cơ của quân xanh đất mình cũng đã bay ở trên không với 4 đầu bởi chỉ đấu cơ. Rút lui thôi bạn ơi. Chỉ đấu cơ quý vị cũng đã cố gắng truy đuổi và bạn phá được một đầu bởi chỉ đấu cơ bên cạnh lực lượng của Lý Đoàn. Ta với sự xuất hiện các đầu bởi xe diễm thì mọi thứ đã ổn áp rồi. Tăng cường rất đúng lúc các đầu bởi lưỡi bộ binh và đồng thời là các đầu bởi xe diễm được có thể hỗ trợ phòng thủ cho căn cứ của đồng minh. Trước những sự tấn công bằng đường không và cả đường bộ nha. Sản đất biển lại tiếp tục tấn công chúng ta với các đầu bởi sạc lộn và đồng thời là các đầu bởi lớn 2. Có thêm các đầu bởi tăng hammer và tăng rớt rồi đây bởi. Nhưng dù sao thì Hương Nguyễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những phương án phòng thủ căn cứ khi mà đã xây dựng ra rất nhiều các đám pháo hai đồng. Đồng thời là thép phòng không và đồng thời là các đám bắn tỉa từ xa. Sản đất biển đã bắt sai lầm khi không chính xác trước được đường hình như thế này. Mà cứ vội vàng tấn công. Các bạn ấy đã tổn thất đi rất nhiều cái đầu vừa lần 2. Tăng giới và đồng thời là rất nhiều cái đầu vừa chiến đấu cơ rồi. Đó là một đợt sóng thứ 3 đây bây. Nếu như hai bạn đó dùng lực lại và tạo ra một yếu tố bất ngờ ở vị trí căn cứ của Hiên Nguyện thì có lẽ là mọi thứ sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hoặc chỉ ít là dùng quân lại và tổng tấn công vào căn cứ đầu bên thì chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều qua đây bây. Chứ cứ đánh đơn lẻ như thế này là không có ổn đâu. Căn cứ chúng ta đã liên tục bị gây sức ép rồi. Lực lượng của Hiếu Viện và Đạo Bồn sẽ tổng tiến công và đối kháng trực tiếp với lực lượng tăng dân kết hợp với phò trách từ các lực lượng của Lido của Salam. Giao đấu tổng lực thôi. Chúng ta đã có được rất nhiều các đội quân tăng gia gua. Và đi đồ đang rơi vào thế khó đến nơi rồi. Khi mà cánh tiến công của lực lượng của Lido đã không còn đủ lực để có thể đối kháng trực tiếp với các đội quân lực bộ binh và đồng thời là các đội quân tăng gia gua của chúng ta và đồng minh được rồi. Mọi thứ đã khác vào những phút thứ 8 của trận đấu rồi anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chủ lực tấn công. Cố gắng để có thể chiếm lấy được tài nguyên. Có kịp hay không đây? Xong rồi, hầu hết các đội bởi xe cơ giới hạ đạn từ các lực lượng của Liên đoàn quân xanh lành đã bị đi bán phá liệu hết cả rồi anh em ơi. Tổng tấn công. Bây giờ chúng ta đang có rất nhiều cái đầu bởi tăng gia gua kết hợp với xe diễn và lấn bộ bên rồi. Chúng ta đã tiến công một cách rất chậm rãi và thận trọng thôi. Chỉ đầu cơ có hiệu bắt đầu tập bay trên được không rồi anh em ơi. Tấn công tổng lực và căn cứ lực lượng của Liên đoàn của San Lan thôi. Xong rồi. Đánh vào phía bờ trong. Phút thứ 20 và đây sẽ là một đợt tổng phản công của lực lượng của chúng ta và đồng minh. Lực lượng của Salam đã không lường trước điều này và thậm chí là họ không xảy ra bất kỳ một đơn vị tháp phòng thủ nào cả đâu anh em ơi. Thất bại thật sự đối với cả lực lượng của Lido của Salam rồi. Toàn rồi. Sản đất biển của đầu kém qua và chúng ta cũng đã có một tốc lực đứng ra đánh chặn rồi anh em ơi. Chỉ đấu cơ của Liên đoàn cũng đã bay ở trên không thì chúng ta cũng còn có rất nhiều cái đầu bởi xe nhím cơ mà. Không sao cả đâu. Liên đoàn cũng đã có một tốc lực để có thể đánh và ngăn chặn lực lượng của Liên đoàn của sản đất biển ở vị trí phía bên này. Xong rồi, kể đến cả lực lượng tăng cường của cánh lực lượng của sân nước biển kéo qua thì chúng ta cũng đã tiêu diệt hết hoàn toàn cả rồi.
sống vào thôi. Sơn Lam có vẻ là đã không còn chơi được nữa rồi. Như vậy là Sơn Lam đã có dấu hiệu phá nhà và mọi thứ đã kết thúc tốt sự với trận đấu này rồi. Và chiến thắng là của chúng ta rồi anh em ơi. Chúng ta đã có được một trận đấu cũng khá là ấn tượng khi từ những phút thứ 8 của trận đấu lực lượng của Liên Đoàn đã tổng tấn công chúng ta. Và đã gây sức ép liên tục đến tận 3 lần vào căn cứ lực lượng của đồng minh và của căn cứ của Hiếu Nguyễn nha. Nhưng cái kết là sau đó là chúng ta đã tổng phản công và giành lại được một chiến thắng rồi. Anh em thấy trận đấu này như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận cảm nghĩ của em vào trận đấu này nha. Và hãy cho mình thêm những lượt like để có thể ủng hộ tâm tinh thần cho mình. Bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Xin cảm ơn 4 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV nha. Chiến thắng là của chúng ta là chắc chắn rồi anh em ơi. Một lần phản công và một lần duy nhất là có thể giành lại chiến thắng trong trận đấu này. Sai lầm của Liên Đoàn là tấn công từ quá sớm và không có sự trinh sát từ trước rồi. Và chiến thắng là của chúng ta. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những trận đấu tiếp theo nha. Chiến thắng rồi. Nói thật cạn và những trận thật khó, và sẽ khỏi đứng đó và bom cứ rơi. Và tao luôn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Hãy nhớ bấm like và hãy luôn subscribe nha. Hãy luôn kết bạn Zalo với tao theo số 092 476 2081, và chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với tất cả mọi người. Và trong mỗi trận chiến sẽ không có ai là thua cuộc, và với tao mỗi trận chiến sẽ luôn sát cánh cùng anh em. Nói thật rằng những trận khó sẽ khỏi đứng đó và tao bơi, chỉ cố gắng những trận đó tăng dần đứng đó và bóp rây. Yo, tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV, và hãy luôn nhớ bấm like và hãy nhớ bấm subscribe nha. Yeah.